Ui dồi ôi, anh em mình thấy những cái hoa nu, mắt nu nhìn phê chưa anh em? Và giới thiệu anh em đây chính là vòng tay bản dẹt nu Ngọc An. Và ở Việt Nam thì gỗ quý thì có khoảng 14 loại là gỗ quý là có mùi thơm. Thì trong đấy thì có 3 loại gỗ quý mà có mùi thơm gọi là sướng và phê cho anh em mình trải nghiệm. Đó chính là Bách Xanh, Ngọc Am và Hoàng Đàn. Thì chia sẻ với anh em thì với những chiếc vòng tay Ngọc Am thông thường thì em khuyến cáo anh em mình là không nên sử dụng. Bởi vì anh em mình sử dụng 1-2 hôm là nó đã có cái trải nghiệm nó không tốt. Nên là tại sao mà em Sơn có làm ra rất nhiều chiếc vòng tay Ngọc Am hàng thường nhưng em đều phải bỏ hết bởi vì cái trải nghiệm nó thật sự là không khoái. Nhưng mà với Nu Ngọc Am thì em lại khuyến cáo anh em mình lên trải nghiệm. Vì sao ạ? Bởi vì nó đã là phiên bản Nu ấy, thì cái gỗ nó rất là cứng và nó có độ bền và độ sử dụng ổn định rất là cao. Và hơn nữa thì nó có mùi thơm ngọt rất là dễ chịu. Và đối với lại Nu Ngọc Am ấy thì nó lại cho anh em mình những cái hoa nu, cái mắt nu nó vô cùng đẹp và đẳng cấp như thế này. Thì trong Nu Ngọc Am ấy thì nó có 3 loại. Đó chính là Nu Ngọc Am trắng, Nu Ngọc Am vàng và Nu Ngọc Am đỏ. Thì với đồ gỗ Mạnh Sơn bên em thì luôn mang đến cho anh em mình cái loại chất lượng tốt nhất, đó chính là Nu Ngọc Am đỏ. Thế Nu Ngọc Am đỏ nó có điều gì? Thứ nhất, đó chính là hàm lượng tinh dầu cao. Thứ hai, đó chính là chất gỗ nặng. Và số 3, đó chính là mùi thơm bền và ngọt sâu nhất. Thế còn với Ngọc Am vàng, Ngọc Am trắng thì mùi thơm của nó sẽ hơi nồng đấy, và chất gỗ nó nhẹ và nó sộp hơn. Thế cho nên là em ít sử dụng. Cái loại đấy thì thường là chỉ làm những bức tượng lớn thì ok thôi bởi vì giá thành nó sẽ hợp lý. Nhưng mà với những chiếc vòng tay nhỏ như này thì em thường sẽ phải bổ và lựa cho anh em mình những cái chất Nu Ngọc Am đỏ để anh em mình trải nghiệm nó sướng và phê anh em mình nhá. Thế cho nên là một chiếc vòng tay Nu Ngọc Am như này ngoài thị trường đang bán khoảng hơn 1 triệu một cái. Nhưng mà hiện tại đồ gỗ Mạnh Sơn đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn cho anh em mình, giá chưa đến 1 triệu để anh em chúng ta có thể trải nghiệm. Và ngay bây giờ anh em chúng ta có thể đặt hàng một chiếc vòng tay Nu Ngọc Am tuyệt vời như này ạ.